Tử Vi năm 2021 tuổi canh thân, sinh năm 1980, nam mạng. Thứ nhất, tổng quan năm 2021. Nam mạng sinh năm 1980 tuổi canh thân, tức tuổi con khỉ, thường gọi là thực quả chi hầu, tức khỉ ăn quả, mệnh thạch lựu mộc, nghĩa là gỗ cây lựu, sao chiếu mệnh gặp sao vân hán, vận hạn, hạn thiên la, Vận niên hầu thực quả, Thái tuế năm 2021 không phạm hạn Thái tuế, Tam tai năm 2021 không phạm hạn Tam tai, tuổi Kim Lâu năm 2021 không phạm hạn Kim Lâu, hạn Hoang ốc năm 2021 phạm Hoang ốc lục Hoang ốc. Thứ hai, sao chiếu mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980 nam mạng trong năm 2021 tuổi canh thân sinh năm 1980 nam mạng trong năm 2021 gặp sao vân hán chiếu mệnh sao vân hán hay còn gọi là vân hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật nữ nhân khó sinh họa huyết quang nam nhân thì quan trường bất lợi gia đình bất an điền sản bất vượng tự phải cẩn trọng những mối họa sao vân hớn có thể mang tới cho mệnh chủ như sau làm ăn mọi việc đều trung bình nói lời khó nghe dễ bị thiệt thân đề phòng thương tật đau ốm mồm miệng nam gặp tai tinh bị kiện thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Trở nên thủ cực bảo vệ nền nếp cũ khá bảo thủ và không ưa đổi mới vì những lý do này mà người bị sao vân hớn chiếu dễ vướng vào các rắc rối về giấy tờ kiện tụng nóng nảy không giữ mồm miệng nên mâu thuẫn cãi vã về cơ bản thì sao vân hớn cũng tương đối lành nên phần nhiều cũng không ảnh hưởng lớn trong công việc cũng như sức khỏe có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhường nhịn lời ăn tiếng nói để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra, nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch để tăng cường thêm cát khí, tránh hung tìm cát do vận hạn gây ra cho bản mệnh, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy cát lành, vòng tam hợp quý nhân phù trợ, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải tai ương, đem đến may mắn, bình an, quý nhân phù trợ cho thân mệnh, vượng tài, vượng vật. Thứ ba, vận hạn tuổi canh thân sinh năm 1980, nam mạng trong năm 2021 tuổi canh thân sinh năm 1980 nam mạng trong năm 2021 gặp hạn thiên la nếu gặp hạn thiên la cảnh phòng ly cách phu thê nhẫn nhịn để gia đình êm ấm chớ nên ghen tuông to tiếng kẻo chuyện bé xé ra to tâm luôn không yên lo lắng mọi điều hạn thiên la khi gặp phải tâm lý sẽ bất an ma quỷ quấy phá bệnh kỳ quái hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần trí não tâm lý đương số có thể gặp các chứng trầm cảm lo âu thái quá cảm giác không được yên tâm an toàn thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn, nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách ghi chép thêm, khi gặp hạn thiên la này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, ra đạo lục đục, chắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Hạn Thiên La là một trong hệ thống tám hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi, nếu năm gặp hạn Thiên La này sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định. Thứ tư, Hạn Thái Tuế. Trong năm 2021 có 5 con giáp phạm hạn Thái Tuế, đó là tuổi Sửu mùi, thìn, ngọ, tuất. Như vậy trong năm 2021 thì tuổi canh thân sinh năm 1980 nam mạng không phạm hạn thái tuế. Thứ năm, hạn tam tai Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là ba số 3, thứ ba còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy, cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai bản mệnh tuổi thân tý thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất bản mệnh tuổi tỵ dậu sửu gặp hạn tam tai vào năm hợi tý sửu bản mệnh tuổi hợi mão mùi gặp hạn tam tai vào năm tỵ ngọ mùi Bản mệnh tuổi Canh Thân theo quan niệm dân gian cần tránh các năm Tam Tai: Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Mậu Dần, Kỷ Mão, Canh Thìn, Canh Dần, Tân Mão, Nhâm Thìn, Nhâm Dần, Quý Mão, Giáp Thìn, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thìn. Như vậy trong năm 2021, tuổi Canh Thân sinh năm 1980 nam mạng không phạm hạn Tam Tai để kích hoạt mở cung tài lộc. Trong năm 2021, các bạn nên kết hợp sử dụng thẻ kim bài ngũ lộ thần tài đặt trong ví, trong túi sách, két sắt hoặc ban thờ thần tài để khai vận tài lộc luôn đem lại may mắn. Thứ 6. Hạn kim lâu Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có bốn dạng, đó là kim lâu thân, là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà, phải năm kim lâu. Thứ hai là kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Thứ ba là kim lâu tử. Đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Thứ tư là kim lâu lục xúc. Đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì một 3 6 8 thì kim lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu. Cụ thể, dư 1 là phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm hạn kim lâu là tân Sửu, tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy, trong năm 2021, tuổi canh thân sinh năm 1980, Nam Mạng là 42 tuổi, không phạm tuổi kim lâu. Thứ bảy, hạn hoang ốc Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu, sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu. Cụ thể như sau, nếu vào các cung nhất cát, nhì nghi, tứ tấn tài là 3 cung tốt, còn 3 cung tam địa sát, ngũ thọ tử và lục hoang ốc là 3 cung xấu. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc tam địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam điện sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy, trong năm 2021, tuổi canh thân sinh năm 1980, nam mạng là 42 tuổi âm, phạm hạn tuổi hoang ốc, lục hoang ốc,

Hầu thực quả là hình tượng khỉ được thỏa sức tự do ăn hoa quả. Năm nay bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn, có những công việc bị ách tắc từ thời gian trước thì đến nay lại gặp được cơ hội giải quyết dứt điểm. Đường công danh như rồng gặp mây, bản mệnh cứ thẳng bước tiến về phía trước, mặc cho có người ghen tị gây khó dễ, kinh doanh buôn bán thuận buồm xuôi gió, thi cử dễ đạt được khoa bảng. Tuy nhiên, trong năm gặp vận niên này, đường tình duyên của bản mệnh không được tốt đẹp cho lắm, hay bị nghi kỵ, ghen bóng, ghen gió, bởi vậy năm này bản mệnh nên giữ mình cẩn thận và thủy chung. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để ủng hộ cho phong thủy Bạch Dương nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.